Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách đăng ký nhận tài khoản Office 365 online cho nhà trường. Để làm được việc này thì chúng ta cần chuẩn bị một số những yêu cầu sau. Thứ nhất, đó là chúng ta có thể vào được trang quản lý giáo dục của nhà trường. Cái này nếu bạn nào chưa biết thì hãy liên hệ với nhân viên IT của trường chúng ta. Để vào đây chúng ta có thể lấy được mã trường học này và mã định danh cá nhân của từng người. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta cần phải có được công văn xác nhận của hiệu trưởng yêu cầu Microsoft cho phép chúng ta sử dụng tài khoản Office 365 online. Chúng ta sẽ xử lý từng bước một. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ nhấn vào đường link ở đây để chúng ta tới mục danh sách. Ở đây chúng ta sẽ phải có mã định danh giáo viên này, mật khẩu, mã định danh trường. Ba mục này đều có trong phần quản lý giáo dục của nhà trường. Mã định danh trường thì chúng ta sẽ vào mục 1 chọn hồ sơ trường và chúng ta sẽ thấy được mã định danh ở ngay mục đầu tiên thôi. Vì đây là vấn đề bảo mật nên mình sẽ không hiện mã định danh ở đây. Để lấy được mã định danh của giáo viên thì chúng ta sẽ vào mục 10, chọn công cụ khác và chọn danh sách theo mã định danh. Ở đây chúng ta sẽ chọn xuất ra Excel. Nếu như mà trường nào chưa có mục này thì nó sẽ có một cái là tạo mật khẩu. Thì chúng ta sẽ tạo ở đây là nó sẽ xuất hiện ra thôi. Sau đó chúng ta sẽ copy mã định danh giáo viên, mã định danh trường, mật khẩu, họ tên, chức vụ, yêu cầu viết đầy đủ về quận, huyện, tỉnh thành và quốc gia. Ở trên file này nó chỉ là một file mẫu, người ta không cho phép chúng ta chỉnh sửa, nên chúng ta hãy copy cái file này về một file Word, về một file Excel. Sau đó chúng ta thực hiện trên Excel và chúng ta sẽ lưu lại để sau này chúng ta sẽ gửi mail cho Microsoft. Như vậy là chúng ta sẽ xong bước 1. Bước số 2 là bước quan trọng, đó chính là công văn. Thì chúng ta lại cần phải nhờ tới hiệu trưởng để có được cái dấu xác nhận. Sau khi làm xong bước 2 thì chúng ta sẽ đọc tiếp. Yêu cầu số 2 là điền thông tin giáo viên vào từng cột. Cái việc này chúng ta đã làm ở bước số 1 lúc nãy rồi. Bạn nào còn chưa rõ về cách lấy được mã định danh từ cơ sở dữ liệu thì chúng ta có thể ấn vào đường link ở bên dưới. Soạn công văn đăng ký, bước này khá quan trọng. Yêu cầu khi mà đặt file thì chúng ta phải đặt đúng quy định. File danh sách phải có mã định danh trường, tên trường, quận, huyện, tỉnh thành. Ví dụ, mã định danh gạch dưới. Mỗi một tên miền này nó sẽ cách nhau bởi dấu gạch dưới. File scan, công văn yêu cầu đã ký đóng dấu. Tên công văn, gạch tên công văn yêu cầu là công văn gạch dưới Office O365, mã định danh trường. Đây là yêu cầu về đặt tên. Thứ năm là yêu cầu điền thông tin đăng ký ở biểu mẫu phía dưới. Ở đây thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ có được thông tin. Chúng ta nhập tên trường, ví dụ cái phần này chúng ta có thể bỏ qua bởi vì chúng ta sẽ đợi công văn và danh sách, chúng ta hãy gửi qua mail. Chọn tỉnh, thành phố, quận, huyện. Chúng ta ấn tiếp tục. Họ và tên, IT là người lập. Email của người lập. Số điện thoại. Chúng ta lại ấn tiếp theo. Ở đây chúng ta hãy nhập họ tên của hiệu trưởng hoặc hiệu phó. Ví dụ, bạn chọn chức danh, bạn chọn email.
và bạn nhập số điện thoại. Ở đây mình sẽ không gửi, tại vì thông tin của mình là chưa chính xác, mình chỉ là mẫu cho các bạn. Sau khi làm xong bước điền thông tin tại biểu mẫu thì chúng ta có thể gửi file danh sách đầy đủ thông tin kèm theo file scan công văn đã ký đóng dấu tới địa chỉ email người ta đã ghi rất rõ ở đây. Với tiêu đề chúng ta phải ghi rõ tiêu đề: yêu cầu tài khoản Mike, tài khoản Office 365, gạch dưới mã trường, gạch dưới tên trường, gạch dưới quận, huyện và gạch dưới tỉnh thành. Thứ hai, chúng ta sẽ khai báo đường link có thể download được tại biểu mẫu ở bên dưới, một trong hai cách để chúng ta có thể gửi được công văn. Và sau đó việc của chúng ta chỉ là chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng chúc các bạn sẽ thành công.